Hello, xin chào mọi người, chào mọi người trở lại với cả channel của mình Mình là Nam đây Ngày mai trở lại với anh em ở ngay trên con game thi đường trò chơi nha Hôm nay thì mình có một uh, cái khoản uh, vốn khá là tầm trung với anh em Muốn lên một tí kèo với anh em để xem hôm nay với cái vốn này của mình Làm như thế nào để có thể kiếm được một khoản thu ổn định mà Lại đem lại cho anh em nhiều cái lợi ích nhất khi mà chơi trải nghiệm ở bên này anh em nhớ nhá hiện tại thì game nó đang gọi là phô mô nhiều lắm anh em ạ à. anh em mà chú ý đường định tài hôm nay thì mình sẽ chơi với anh em ở bên sóc địa để sẽ làm may với cái vốn gọi là sóc địa của mình thì làm như thế nào để có thể đem lại cho mình được nhiều cái nó mới mẻ hơn hay là để lại cho mình nhiều lợi ích hơn ok thì mình mình sẽ chơi với anh em nhá đầu tiên thì mình đang thấy cầu của mình hơi là thiên về lẻ một tí này nhìn cái mạng trắng nhiều quá trời nhiều rồi anh em ạ một hai ba bốn bốn một hai thì cái trả về cái lệnh trước đi đã Xem mà nó ra được hay không Sau đó là mình mới uh, chơi được uh, những cái uh, thế cầu tiếp theo uh, 4 một này không ra rồi Không ra không ra Hơi căng thẳng tí anh em ạ Đi kêu vậy trời Nào thì làm cây ba ba vào đây đi chen chen thử xem nào Ê, tính là lấy giờ là cây 6 triệu mà mày cây 5 triệu đâu áo thật đấy ô lụm luôn đi giời ơi thơm thế hãy lời được hai củ lời được hai củ ngon đi chưa anh em hơi một tay rồi mỗi một tay thôi không được gọi là không được gọi là tự mãn tự mãn có gì là đi rồi để nói gì đâu nhanh lắm nó nhanh thôi để em lại yên tâm mình em mà cầu trả về cây ba chạm một rồi Nên là mình cứ đi cầu chạm một anh em nha cầu khúc kiểu chạm một anh em ạ ui tứ luôn đù nhưng cái cái chơi anh em má ơi luôn anh em ạ trời trời mê nha mê nha uh. Ôi trời ơi Hơi căng, hơi căng uhm. Khó lòng nào, khó lòng nào vào mấy anh em ơi Từ từ, từ từ 2, 7, 6 Cầu 1, thôi 3, 1, 1, 3 cũng đẹp 3, 1, 1, 3 cũng được làm sao cho nó hợp lý nhất là được rồi anh em ơi ui lại ra tứ à Cái cầu có vẻ là hôm nay là hơi có vẻ là thiên hướng về chặn lại đúng lúc đấy anh em ạ nó chả bị tứ nhiều chứ xem mà nó như thế nào k hai ba bốn đỏ đi, chặn đi. 10 triệu luôn. Ui vật lẻ này thôi xong rồi. Để bị dí rồi anh em ơi, bị dí rồi anh em ơi. 4 x 4 là 16. Đúng không? Nghe thêm cái này 10 triệu nữa vào đây. 1 2 3. Đấy thế này thôi. Thế này thôi, thế này thôi. Đây rồi Lời luôn anh em Mời lớp 14 củ khoai Hợp tính này cầu 11 anh em ạ à. Cầu 11 cầu 11 một một. Cầu 11 một một, một là cầu 11 một một. Cầu 11 cầu 11 cầu 11 Đó bẻ cái này cũng được anh em Làm tay 1 triệu thôi Em mà nó như thế nào 112 Ui về bên kia anh em ạ 112 112 112 112 Làm cái nào rồi ta Cứ bình tĩnh thôi các bạn ạ Hmm. Chắc là lẻ có vẻ đang uh, trả về này 1, 2, 3 Thêm 5 lốp vào đây nữa là đẹp này 40 mỗi cây ngoài 3 1, 2, 3 1, 1, đấy Thế thôi, nhẹ nhàng đấy anh em Ui, ừ, vẫn về lẻ Hơi căng thẳng Đỏ đi anh em ơi. <cười> <cười> hai này, hai này, hai này. 5 triệu này anh em ạ Đây anh em ạ Ôi giời ơi, ba Lại là ba ba ấy anh em ạ Ôi giời ơi 15 triệu đi anh em ạ. 10 triệu tay cuối cùng anh em ơi. Ngon tay đây đây anh ạ. Đây rồi. <laughs> Chốt đơn đây anh em ơi. Ba anh em, hẹn mọi người vào clip tiếp theo.